Chào anh em nha, chúc anh em có một ngày thật là vui vẻ. Thì mấy ngày nay thì mấy cái bài hát thì nó làm ra một cái gọi là kết cây anh em, là anh em phải lấy mã rất là nhiều luôn. Thì có nhiều anh em cũng kêu là anh ơi làm bản nào không kết cây đi, thì ok luôn nha. Thì bản này rất là thân thuộc với anh em luôn, thì mình cũng rất là hài lòng luôn. Đó là bản Dê qua húp nha anh em, vô lộn, ra que húp nha. Đó thì bản này nó được làm lọ rồi anh em. Đây nè anh em nhìn kỹ nè, đó bây giờ giao diện thì nó đã được làm lọ rồi. Thì sẽ có mấy cái phần menu trên này anh em, nó thì nó đã update lại và sẽ giúp anh em không cần cái cây nữa nha. Đó thì anh em thấy video này hay nhớ để lại cho mình một like và tiếp coi nha. Thì giờ mình sẽ vô mình farm farm cái gì ta, cái gì mà chốt kỳ gì anh em kêu luôn. Thì giờ mình sẽ vô mình xem coi nước đó mình nó có ngon không nha. Đấy, dạo này bệnh quá nên là mình mới lắp hơi nhiều anh em thông cảm nha. Đó, thì giờ anh em như nè, thì giờ mình sẽ đánh phát mệt nha. Đó, ố lộn. Echo Phalan gì á, là chết cái gì anh em. Đó, là farm rất là nhanh luôn nha. Mình làm mấy cái bản này thì mình biết tí rồi. Thì với lại mấy cái bài hát của mình thì nó sẽ không có lấy mã nha. Anh em cứ xài của mình yên tâm nha. Đó, anh em biết sao mà không hiện không? Tại vì mình tắt cái gì đó, thì giờ mình sẽ mở lại cho anh em xem nè. Từ để mình xem vào đó nằm ở phần nào ta, mình nhớ là có cái phần này cài đặt á, có cái phần cài đặt thì nó sẽ hiện lên là mình nhận được những gì nha. Rồi thôi để mình mở lại đã, chồng nhộng ở đấy rồi đó. Thì bây giờ cái bản D3 thì này nó làm lại nè anh em thấy không, nó làm lại cũng mà gọi là được quá đó. Mẹ nó cứ bị gì trên này khó chịu khó kêu quá anh em đó. À rồi cái này không có setting rồi, phải có setting thì mày mới ấn được cái kia đâu ơi. Nó để hiện cái shop à, sao mà càng kéo nó càng đi này. Ui sao nó kìm thì mình càng kéo nó càng đi vậy nè. Đó thì anh em cứ yên tâm nha, mình đưa cho anh em mấy cái bảng uy tín thôi chứ không có lừa anh em đâu nha. Mình mà lừa thì mình đã không làm mấy cái clip này để hướng dẫn cho anh em rồi. Bây giờ mình sẽ hóa tập lên nó. Thì kiểu như là mình tắt cái gì rồi nhưng mà nó sẽ không hiện nha. Đó thì đây là phần money nè. Á ôi giờ người mình đâu kêu chết rồi. Thì đây là phần money nè, money bây giờ có chọn melee anh em, nó chọn cái thứ mà mình cần đánh á. Cái này là auto farm nè, cái giọng thứ hai là auto farm nè, cái thứ ba là mình đang farm nè, cái này là cái nhà máy nha anh em, cái factory này là nhà máy nha. Đó thì dưới này là auto farm factory nè anh em có không. Bây giờ em nó làm lại cũng dễ nhìn quá nè. Đó thì bây giờ cái bản này thì nó cũng đã làm lại đầy đủ các chức năng rồi, thì anh em cứ yên tâm mà xài nhé. Mình đưa mấy cái bài hát này cho anh em không có bị gì đâu mà anh em sợ, anh em cứ xài thoải mái luôn. Đó ở đây có phần Lucky nè, phần V3 V4 nè nè, phần Combat nè, giờ phần Mini nè, thì có Auto Phượng Hoàng nè anh em, tu up and phone drive nè, mà chế phương hoàng muốn chơi nè. Đây đây là auto muhaki nha anh em, à đây auto muhaki, bên này là auto mua kiếm của Euro nha anh em, susui rồi wano rồi kaisida hay là dashi đó mình quên mẹ thôi rồi đó. Còn phần này là phần auto farm haki nha anh em đó, thì haki mình cũng full rồi. Đó, ok luôn. Thì anh em nhớ là đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Nếu mà anh em nào mà rảnh hơn đó, thì có thể chia sẻ với cho mình biết nha. Đó, cảm ơn anh em rất là nhiều luôn. Và mình chúc anh em có một ngày thật là vui vẻ nha.